Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với cửa hàng Nguyên Thảo Bao Bay nha anh em. Thì hôm nay thời tiết rất là đẹp nên dắt con gà, dắt siêu phẩm ra giới thiệu cho anh em xem nha. Trên tay em đây là con Note 20 Ultra 5G nha anh em. Con này thì cấu hình phải nói là siêu khủng nha, siêu khủng khiếp luôn. Đây, để mở cho anh em xem. Con này thì cấu hình là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB nha anh em. Android con này thì chạy tới 12 nha, 12 gò bao mượt nha anh em. Con này ở anh em có thể cảm thấy nha, màn hình cảm ứng lướt là bao mượt luôn. Kiểu thiết kế của nó thì cũng rất là đẹp nha. Đó, camera thiết kế như cái bếp điện từ luôn. Đó, anh em có thể thấy nha, rất là ok nha. Em test thử camera cho anh em xem luôn. Đấy, cực kỳ là sắc nét nha, chụp là thấy rõ luôn nha anh em. Chỉ với 10.800.000 là anh em đã sở hữu được một con máy Note 20 Ultra như thế này thì rất là ok nha. Một chiếc máy RAM 12GB chỉ với giá 10.800.000, có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn, có ship máy cho anh em ở xa luôn nha. Nên là anh em nào muốn mua thì anh em cứ tới thẳng trực tiếp cửa hàng là 33 Đại Minh Thăng, phường 12, quận 11, và anh em có thể liên hệ vào số Zalo trên đây. Đó, em có ghi gọi cho anh em nha, em ship tận giường cho anh em luôn nha. Nên là việc đó anh em không phải lo. Còn bên em là bán máy bao nguyên viên nha anh em, không máy không lỗi, không thay thế gì, không sửa chữa nha. Nên là mong anh em có thể qua ủng hộ nha. 10.800.000 anh em sở hữu một con như thế này anh em, chỉ 10.800.000 thôi nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.